cách sử dụng Tab thì đang chỉ cái cách mà nó làm sao cho dễ. À, ý là những bài ví dụ như là đầu tiên thì mình phải hiển thị cái thước trước. Thật sự là mình không dùng cái thước cũng được luôn á, nhưng mà có cái thước thì mình dễ nhìn hơn. À, có cách là không cần dùng cái thước luôn, nhưng mà hơi cách đó thì thấy nó khó. Ví dụ như mình đặt 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 tab đi, giả sử mình đặt mình để ý cái tab chính là cái này nè. Đó, mình bấm là mình đổi. À, nghĩa là thật ra góc vuông bên trái, nghĩa là canh canh chữ bên trái. À, góc cái góc vuông hai bên nè, nghĩa là cái này là gọi là canh chữ hai bên, nghĩa là giống như gọi là canh giữa. À, nhiều như ở đây mình canh trái nè, mình bấm một cái, mình bấm được một cái, giả sử cái cuối cùng mình canh phải đi. Thật ra cái này tùy tùy theo ý của mình nha, chứ không phải lúc nào cũng cuối cùng canh phải, nhiều khi cuối cùng người ta không muốn canh phải hay sao. À, rồi ví dụ như là mình đánh chữ, mình nhấn tab. Ví dụ như nếu mà người ta muốn cái đường chấm chấm nó từ đây trở đi nè, nếu người ta muốn từ đây trở đi thì mình sẽ chọn từ cái này trở đi. À, còn nếu mà người ta muốn từ đầu luôn, à, thì mình chọn từ cái này trở đi. Nghĩa là như vậy, khi mình làm xong như vậy á, mình double click vào một trong những cái này. Double click nghĩa là nhấn chuột hai lần liên tục vào nó, cái nào cũng được hết á, chứ không nhất thiết là cái này hoặc là cái này đâu. À, mình double click vào thì mình thấy nó hiện lên cái phần tab này. Nếu mà mình muốn để cái số cm này chính là cái số trên cái thước này nè, nếu mình muốn cái đó từ cái đầu luôn thì mình chọn từ cái đầu. Cái nhiều khi lỡ nếu mình lỡ mình quên, giờ thì mình ok cái luôn, cái mình quên được có cái còn mấy cái sau chưa được thì mình lại sao mình lại double click lại thôi. Cái mình click cho từng con số này nè, mình thấy chỗ này nè, nếu mà nó để là số 1 này nghĩa là nó chưa có gì hết. À, ví dụ như mình click cho cái này, đây là nó có rồi nè. Đó, thì mình muốn cái nào có, thật ra là mình cứ click cho cái này, mình muốn cái nào có đường thì mình chọn. À, mình muốn cái nào có đường thì mình chọn. Đó. Nhưng mà mỗi lần mà mình chọn một cái, mỗi lần mình chọn một cái mình phải bấm vô cái này để mình đó, mình chọn một cái. Mình chọn một cái bấm vô cái này, giống như là mình thiết lập á. À, đó, lên mình click tự mình click cho từng cái mình thấy à vậy nó có cái này rồi, nên ok. Đó. Rồi giả sử bây giờ mình làm xong cái nhìn lại đề, cái đề chỗ này không có, vậy thì mình lại double click vào cái này đó, mình chọn vô cái thứ hai này, nghĩa là số 8 chấm mấy không có nè, mình bỏ bấm vào đây đó. Đó. Rồi có nhiều lúc á có nhiều máy á, nhiều khi con lúc mà con chuột á nó có vấn đề. À, lên nhiều khi mình click vô đây không được, click vô cái nó nhảy ra ngoài, thật ra là do con chuột nó cái độ mà click chuột vô nó không chính xác á. Thì nếu mà trong trường hợp đó mọi người nhớ là bấm vào ngay đây nè, vào home nè, bấm vào cái file này nè, đó thì ở đây nó có cái chữ tab luôn nè, đó thì cũng giống như cái hồi nãy. Chú ý nha, nhiều khi mà thi ở trên trường á có nhiều máy, nhiều con chuột đó, nó mình lít cho ngay đây nhưng mà nó lại hiệu ở chỗ khác đó. Đó, để ý cái này thì mình nhớ là ở đây nè nha, nó cũng có nha. Đó thì cái đó là thầy giải đáp thêm cái phần tab cho bạn. Rồi thi có thi lý thuyết luôn. Thi lý thuyết là cái phần trắc nghiệm.